Minh Hằng bất ngờ về con người của Ngọc Trinh sau cơ duyên hợp tác hiếm hoi. Trinh là một cô gái rất là thật thà. Những gì cô ấy nói lên chắc chắn là từ ở trong ruột gan cô ấy nói, để ai hỏi gì là cô ấy bộc phát lên luôn ngay. Sau khi kết hôn cùng chồng doanh nhân, thay vì chuyên tâm cho công việc gia đình, Minh Hằng lại có màn tái xuất đầy ấn tượng khi tham gia đóng phim mới. Dự án phim lần này có sự hiện diện của Ngọc Trinh và đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ diễn viên hợp tác với nữ hoàng nội y. Mới đây, đoạn phỏng vấn của Minh Hằng khi được hỏi về Ngọc Trinh khiến dân tình không khỏi xôn xao. Chẳng ngần ngại, e dè điều gì, nữ ca sĩ giờ em đã biết, nói thẳng cảm nhận của cô về người bạn diễn từng vướng nhiều tai tiếng. Theo đó, Minh Hằng đánh giá cao con người thật của Ngọc Trinh khi cô là người vô cùng thật thà và có tinh thần quyết liệt, quyết chiến của một người con gái mạnh mẽ. Trinh là một cô gái rất là thật thà. Từ trong lục gan cô ấy nói, ai hỏi gì là cô ấy bộc phát ra luôn, cô ấy không giấu gì cả. Ít nhất thì mình cảm thấy người ta không có xạo trước mặt mình. Thứ hai là tinh thần quyết liệt, quyết chiến của một cô gái. Cô là một người rất đam mê, quyết liệt và chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng, không có làm qua loa, không có làm mọi thứ giống như là tôi đã đẹp rồi, có tím sẵn rồi. Nên cô ta không cần phải lắng nghe thêm thì cô ấy lại có một tinh thần cầu thị rất cao. Minh Hằng cho hay, đặc biệt điều khiến Minh Hằng bất ngờ về Ngọc Trinh chính là bởi sự liều lĩnh, gan dạ mà cô nàng có được. Minh Hằng kể, trong một lần thực hiện quay phim dưới nước, Ngọc Trinh dù không biết bơi nhưng vẫn liều mình thực hiện những cảnh quay mà chẳng chút e sợ. Được biết, Minh Hằng và Ngọc Trinh cùng hợp tác trong bộ phim mang tên Chị Em 2. Đệ nhất mỹ nữ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, họ tái hiện câu chuyện tranh giành danh vọng, địa vị của hai kỹ nữ nổi tiếng Sài Gòn xưa, Ba Trà và Tư Nhị. Nhưng hiện tại, vai nào thuộc về ai chưa được nhà sản xuất công bố.